Silent night, I only have one wish for that shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating round the trees in Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do you know Cupid? Send his arrow straight to my heart. I wanna fall in love this Christmas. Favorite things come and sets up too. So does love. Send me someone I can talk to. We'll share stories of our childhood memories of Christmas past. Chestnuts on an open fire and another log to make it last. We'll build frosty the snowman and dance along with the Christmas. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đà Nẵng Sister. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi chơi Noel với hai chị em mình nha. Đây, đây là đường Hàm Nghi, một con đường chuyên bán những cái đồ điện tử về máy tính, loa, các linh kiện máy tính đó. Ở phía trước mặt mình sẽ là đường Nguyễn Văn Linh. Đường Nguyễn Văn Linh được mệnh danh đó là một con đường tài chính, bởi vì ở trên con đường này thì các bạn có thể tìm thấy được tất cả các ngân hàng ở Việt Nam. Hầu hết những chi nhánh ngân hàng thì đều có mặt ở đây. Và cũng như là đây cũng là một cái con phố shopping ăn uống với rất là nhiều cái cửa hàng thời trang nè, nhà hàng, những quán ăn vặt. Và đặc biệt đó là khu phố trà sữa nữa nha các bạn. Đó, cái đường rất là lớn. Trời lạnh lạnh xa xa, rất là thích hợp để mà mình ra ngồi dạo phố đi chơi với bạn bè và người thân. Mình đi hết con đường Nguyễn Văn Linh đó thì sẽ đến cầu Rồng nha các bạn. Thì đó, cầu Rồng. Đặc biệt là những cái quán cà phê, trà sữa, ví dụ như là Phúc Long, Ô Cha, Coi, rất là nhiều ở hai bên đường luôn nha các bạn. À.
VTV8, Đài Truyền hình Việt Nam. Đó. Như các bạn có thể thấy trước mặt của mình đó là cầu Rồng rồi đó nha. Ở đây có ngân hàng HSBC, Gong Cha. Ở phía này á, ở phía này là Viện Cổ Tràm, Bảo tàng Chăm. Thì nếu như các bạn có dịp du lịch đến Đà Nẵng thì đây cũng là một địa điểm du lịch tham quan lịch sử rất là nổi tiếng và đáng để mình đến đây, mình có thêm hiểu biết về văn hóa và lịch sử của dân tộc Chăm. Ở bên tay trái của mình á là mình đang đi đến gần công viên APEC, một cái công viên mà được rất là nhiều người khi đến du lịch Đà Nẵng check in đây. Có thể là buổi tối nó không được rõ lắm nha các bạn. Đó, buổi tối là công viên lên đèn rất là sáng. Ở phía dưới công viên á thì sẽ có một cái bảo tàng tranh, người ta sẽ mở cửa. Đó, ở phía dưới, tầm dưới này đó, đó là công viên. Mình có thể đi dạo mát ở công viên ngắm cây cối. Hai bên đường này thì cũng sẽ có những cái nhà hàng, quán ăn. Dọc đường Nguyễn Văn Linh và đường 2 tháng 9 thì các bạn không bao giờ thiếu những cái nhà hàng và quán ăn uống nha. Đó, mình có thể đi bộ dọc dọc con sông Hàn, xong rồi mình bật ra đường 2 tháng 9 để mình tìm quán ăn. Đây, đây là cái cầu vượt, nó bắc ngang qua khúc mà cầu Trần Thị Lý á, và nó sẽ có cái hầm chui nữa, rất là đẹp. Rồi, cái cầu này thì vừa mới được khánh thành vào năm nay thôi nha các bạn. Đó, mình sẽ quay lại cái thành phố về đêm, đèn rất là nhiều, lung linh, nhiều màu sắc. Các bạn có thấy không, đó là cầu Trần Thị Lý đó. Ở bên tay phải của mình á, bên cầu tay phải của cầu Trần Thị Lý thì sẽ là cái khu biệt thự Đảo Xanh rất là nổi tiếng. Đây là con đường 2 tháng 9 vẫn còn tiếp tục. Ở khúc đường 2 tháng 9 mà đi qua cầu á thì sẽ là những cái nhà hàng tiệc cưới dọc hai bên đường luôn, hầu hết là sẽ là những cái nhà hàng tiệc cưới rất là đẹp. Đó. Ở đây cũng có nhà hàng tiệc cưới Hương Câu nè. Ở phía tây bên tay trái thì sẽ nhiều cái nhà hàng tiệc cưới sang trọng và to hoành tráng hơn. Khu vui chơi Helio. Đó, mình đến đây là mình đã thấy được không khí Giáng sinh rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ đi dọc cái đường ở phía trước đó, khu vui chơi Helio nha. Đây, ở đây cũng trang trí rất nhiều cái đèn LED. Đó, ở đây là cung thể thao Tiên Sơn. Gọi là khu đĩa bay ở Đà Nẵng đó các bạn. Ở phía trước mình á thì sẽ là Sun World, khu vui chơi của Sun World, và có cái vòng quay mặt trời. Đó, các bạn nhìn cái vòng quay nó đổi màu liên tục không? Rất là đẹp. Cái bị cái cây nó che mất rồi. Đây, để mình quay qua bên này. Đây là cái khu thể thao Tiên Sơn. Rồi, mình sẽ vòng lại nha. Đó, ở phía trước mặt mình á là khu vui chơi Helio. Không, ở phía trước mặt mình á là khu vui chơi của Sun World. Đây. Cái vòng quay mặt trời này các bạn, nó sẽ đổi màu liên tục. Đấy.
Để bữa nào mình sẽ vào khu vui chơi Sun World và mình sẽ review cho các bạn những trò chơi ở trong này nha. Hôm nay thì mình sẽ ghé thăm Helio. Đây là nhà văn hóa thiếu nhi. Đối diện Helio thì sẽ là nhà văn hóa thiếu nhi. Ở phía ngoài thì sẽ có rất là nhiều trò chơi, ví dụ như là tàu lượn, rồi xích đu, đu quay, chơi banh. Yeah, rất là đẹp không? Nhiều màu sắc. Đây là phía ngoài khu vui chơi Helio, rất là đông đúc luôn. Đó, mình sẽ vào giữ xe nha. Vé giữ xe máy là 3.000, giữ xe đạp là 1.000. Ở phía ngoài là được trang trí rất nhiều đèn LED, kiểu giống như nhà cổ ở Hội An á. Còn ở phía bên kia thì sẽ là trang trí giống như kiểu Giáng sinh. Mình đang có mặt ở Hội An. Hội An thu nhỏ ở Đà Nẵng. Ok. Yeah, giỡn thôi chứ mình đang có mặt ở phía trước Helio. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào cổng chính của Helio nha. Bây giờ thì hai chị em mình sẽ đi vào trong khu Helio. Ở đây mái nhà giống như là kiểu mình đang ở Hội An á. Thiết kế để cho mọi người có thể chụp hình check in nè. Rất là hồi cổ luôn. Có những cái chiếc đèn lồng và cái đèn mà vàng vàng á, làm cho mình cảm thấy rất là ấm áp. Bây giờ là gần những ngày cuối năm á, mùa lễ hội nên là được trang hoàng rất là lộng lẫy, đèn đường rất là sáng rực rỡ. Hey, các bạn ơi, mình đang đứng ở cổng chính của Helio. Ở phía sau lưng mình á là được trang hoàng Giáng sinh giống như những cái ngôi nhà gỗ vào mùa đông á, và có ngôi nhà của ông già Noel với bà già Noel. Rất là dễ thương luôn mọi người. Ở trên kia là sẽ có một cái máy tạo tuyết nhân tạo, lâu lâu nó sẽ phun ra tuyết. Đây, những mình thấy cái không khí cho chiến dịch năm nay rất là chu đáo và đẹp hơn năm ngoái nha. Rồi còn có ông già Noel và già Noel đứng nhảy thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào trong thôi. Bên này cho các bạn nhìn thấy rõ hơn nha. Đây có những cái chú nai bằng gỗ nè. Ở đây thì cho các bạn nhỏ ngồi lên đây chụp hình dễ thương. Ở phía sau này của mình là một cái thuyền màu đỏ rất là to. Đó, được trang trí bằng những cái cây gỗ thông á. Nè, những cái cây thông bằng gỗ luôn. Đây, những cái chú nai, những cái chú tuần lộc. Đây, bên này ông già Noel. Ở già Noel đi hơi mi nhau một xíu. Đấy, đi vào đây. Đây, ở phía này còn có một cái background để mình chụp hình nè. Dễ thương chưa? Ôi, đứng ở đây ấm lắm mọi người. Thì có đèn á. Đi vào trong này là khu vực ẩm thực, thiên đường ẩm thực của Helio. Chị đi có rất là hàng gì nó rất là ấm luôn. Cảm giác như mình ngồi bên phòng. Đây bếp lửa ấm áp hay chị lúc nãy thấy ấm vậy sao? Đây phía sau này là trang trí một cái bếp ra để mình chụp hình nè. Phía này còn có quay là chị Thảo giới thiệu xung quanh đi. Đây ở phía sau này của mình đây là khu vực ẩm thực. Đây là thiên đường ẩm thực của Helio. Có rất là nhiều món ăn ngon nên bây giờ mình sẽ đi khám phá nha. Đây, mình sẽ đi vào đây. Mình thấy ở mỗi cái gian hàng là đều có một cái bếp lửa ở giữa. Và tất cả mọi người sẽ có bàn và ghế ngồi ở xung quanh ấy. Ôi, chắc là đi ngang qua đây.
Cái này là mô hình nè. Dạ, thật đúng chị. À, đồ thật hả? À, cái này đồ thật nha mọi người. To quá, nhìn tưởng mô hình. Cái này là đồ thật. Cái này là quán sườn xúm xích. Sườn xúm xích. Đây, trời mùa lạnh này mà ăn món sườn này là tuyệt vời. Đấy kìa, có cái video giới thiệu món ăn kìa. Đây, đây là món sườn xúm xích. Sườn cay Thái Lan. Quá dễ thương. Đó, quán này rất là dễ thương. Phía trong này thì có những cái món đồ nướng. Hot dog à, lẩu ly, nhiều món quá chưa biết ăn món gì nữa. À, đây là gian hàng đồ nướng nha mọi người. À, cái này là món gì ạ? Trứng vịt lộn nướng mắm ớt. À, trứng vịt lộn nướng mắm ớt. Em quay mấy anh vô được không? Em trời ơi em vô trong gian hàng này là thấy ấm áp rồi. Sao lấy bánh căn ở bên này nè. Đây, bên này là cơm chiên với mì xào. Món mì xào. Mì xào, cơm chiên. Mì quảng. Quay lên trên này để thấy cái giá nè. Một phần cơm chiên là 45.000. Đây thì đây là mì xào. Cơm chiên. Mì xào, cao lầu, mì quảng. Còn có tất cả những món ăn đặc sản của Đà Nẵng luôn. Bún thịt nướng nem lụi. Đây ở phía trước những cái gian hàng này á, là một cái khu bàn ghế để mọi người có thể ngồi ăn ở đây luôn. Dễ thương, như có một cái tháp bia ở phía sau này nè. Có một cái tháp bia. Không khí chợ đêm á, rất là đông đúc và nhộn nhịp. Mình ngửi được cái mùi đồ ăn á, thì mình sẽ khám phá chợ đêm xem có những cái món gì nha. Các bạn cùng đi theo mình. Bên bếp lửa bập bùng ấm áp và mình sẽ thưởng thức những đồ ăn và nước uống của mình. Đây, còn đây có một cái quầy rất là quen thuộc, đó là quầy bánh tiêu, sữa đậu nành, sữa đậu xanh nữa. À, bánh tiêu mọi người, ở đây có bánh tiêu. Dễ thương chưa? Ôi, ở đây mình thấy những cái gian hàng á được trang hoàng rất là Việt Nam luôn, kiểu style Việt Nam. Ở đây còn có những cái ấm trà nồi bằng đất nè. Hình như ở đây mọi người đang nấu cái gì á? Bánh tiêu. Đây những gian hàng trang trí rất là bắt mắt. Thực đơn ở đây có sữa đậu nành, sữa đậu xanh, đậu phộng, sữa dừa, bánh tiêu. Trời mùa đông này á, ăn một cái bánh tiêu và uống một ly sữa nấu. Một ly sữa hột gà ha. Đó là phía trước thì sẽ là một cái quầy giải khát. Đó, còn ở phía sau mình đây thì sẽ là cái quầy ẩm thực. Đó, đây mình sẽ đi ra phía sau này nha.
còn học bàn đá banh à. Thì phía trước quán bar này sẽ có những cái trò chơi như là chơi bia nè. Ui, bạn nhỏ này chơi bia. À, ở đây mình có thể order bia hoặc là cocktail để mình uống nha. À, ở đây bia thì được ướp lạnh nè mọi người. Là vui.
gọi là trái cây tô. Đây là một quán thịt nướng tự chọn nha mọi người. Đây mọi người có thể tự chọn rất là nhiều loại thịt ở đây. Và đây là quán xì xèo. Hi. Đây mọi người order thì có thể vào ngồi ở phía trong này để mình ăn nè. Đó. Còn không thì mọi người có thể ngồi ở những cái bàn ở phía ngoài này bên cạnh cái bếp lửa bập bùng để mình ăn. Có cái quán nướng ngon lắm nè. Phía trong nhà của Helio. Đây. Đây. Ồ. Thấy ở trên cái cầm này đẹp quá, trang trí đẹp không? Và thấy Helio là rất là phù hợp để mà có những cái cuộc hẹn gia đình. Ví dụ như là mình để đến đây ăn tối, sau đó sẽ dắt em bé những thiếu nhi đi chơi. Đó, ở phía đằng sau mình sẽ có một cái background rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng xem là ở trong Helio thì sẽ có những cái trò chơi gì. Đây là khu vực vui chơi của các em bé. Đây nè, bên đây có cái nhà banh. À, nhà banh. Ôi, nhỏ rồi mình thích đi chơi nhà banh hết luôn á. Thì thương chưa? Đây có một con bạch tuộc nè. Mình đi qua nha. Bên này là có cái nhà phao. Bơ. Ở trong này có rạp chiếu phim Matrix á. Ừ. Mình đi nha. Nhà phao to dữ, mình vô chơi được không ta? Hay là chờ các bạn nhỏ chơi thôi vậy? Hình như mình hết tuổi để chơi mấy cái này rồi. Nói đi chứ vô đây thấy nhiều trò chơi thấy cũng vui quá mọi người. Nè có rất nhiều boss game luôn đây. Mình thấy hai anh chị đang tích thẻ để đổi quà. Mình chơi là mình sẽ được nhận những cái phiếu thẻ đó. Sau đây mình sẽ tích để đút vào cái máy đó để mà mình nhận quà. Đúng rồi, đây là khu vực để mình đổi quà nè các bạn. Có rất là nhiều đồ như là gấu bông, thú. Đấy là khu vực để mình đổi quà. Vui dữ. Đây có rất là nhiều máy chơi game luôn. Đang bỏ cái thẻ vô rất là nhiệt tình để mà đưa à. Đó đằng sau lưng mình đó là có rất là nhiều trò chơi. Và Ngọc nhớ là Ngọc cũng đã đi vào đây cũng 4-5 lần rồi nhưng mà cũng không thay đổi gì mấy hết, nhưng mà cũng tao thấy là nhiều trò chơi hơn á. Có nhiều trò chơi. Mới, cái khu kit bên đó. Khu kit cũng mới. Đây. Đây nè, đây được coi thử món này là món gì à? Cái trò mà đánh banh á. Có trò bắn cá. Cái trò bắn cá là cái trò giống là basic luôn. Đang chơi. Đây, cả gia đình đang chơi. Dễ thương quá. Cái trò này là cái trò gì? Cái trò mà thiên nhân đập á. Đấm á, đấm bắp á. Trò đấm bắp mà mạnh á. Ôi
những cái máy chơi game dễ thương á. Hay ghê á, mình vô đây mình muốn trở lại tuổi thơ á. Trở lại liền. À, anh mới chơi được một cái. Wow, có một anh chơi được một cái sợi dây rất là dài luôn mọi người. Trời ơi, chắc là đổi được một phần quà rất là lớn luôn á. Giỏi dữ vậy. Banh. Chờ đi, chờ đá banh nè. À, cái chế banh nó thực ra là mình cũng phải đánh đó. Kìa, mình đi quay hết cái vòng gian hàng. Đây là gian hàng chơi trúng thưởng. À, ném banh rồi. Có em bé đang chơi. À, con gấu nó ở nhà mình có. Đâu? Con gấu nó ở nhà mình có. À, thì Ngọc cũng chơi thắng cái gì? Vậy luôn quá. Mình thích cái con chuối này nè mọi người. Nhưng mà chơi không bao giờ thắng này được nhận. Không, chơi cái trò này dễ thắng hơn. Cho mà trò đưa cái quả banh á. Rồi rồi, chơi trò này dễ thắng. Cho mà đưa quả banh vô ấy á. À, dễ thôi vậy. Chơi bóng rổ. Chưa có thấy cái này nơi rộng quá. Ừ, giống như kiểu mình ơi, mình thoát ra khỏi mê cung đúng không? Ờ. Ở đây còn có một cái bàn để mình cái này kiểu như trò chơi mạo hiểm á, trò chơi và để vận động hành động cho cơ thể mình, giúp bị thể thao sport một xíu á. Mình thấy là ở trong này có rất nhiều là nhiều khách du lịch, khách nước ngoài. Chơi được bao nhiêu thẻ thì đếm được bao nhiêu. Để hỏi số lượng. Hơi nhiều tiểu vậy. Wow, dài thật lòn luôn. Đây là chắc chơi thắng nè. Wow. Là mình nạp vào cái thẻ đó. Ủa chị đếm được bao nhiêu thẻ vậy chị? Mấy trăm thẻ vậy? 300. Không, em nhớ là 200 đúng không? Nhớ được 500 nào? Gần 500 ấy, thấy hơn 500. Chị chơi được hồi nào mà nhiều đó chị?
như ở trong này nếu mình đổi điểm vào trong cái thẻ xong rồi mình vô đây mình sẽ có nhiều quà tặng. Nè cái chai này là sẽ là ticket là 255. À nó sẽ có số điểm để mình có thể để đổi được. Chỉ có 500 mấy thẻ luôn, chị Lệ rất là giàu luôn. Giàu quá. À cái này hay Rubik hả? Nhiều đó đồ chơi để mình có thể đổi lắm. Mình có thể coi thử là bao nhiêu điểm để mình có thể đổi được. Rồi búp bê Barbie. Nè có bông, trời ơi không biết được bao nhiêu điểm là đổi được con có bông to dữ vậy. Chọn thử. Nhưng nếu như mà mình không cho thì mình vẫn có thể là được. Con gấu to này là được, phải 80.000 ticket mới được. Wow. Con gấu to nhất này nè, con gấu to nhất là 80.000 ticket. Còn cái con gấu mà nhỏ xíu này là 5.000 mốt. À, còn mấy nghìn ticket không nhỉ? Nhưng mà chị bé chơi chơi có một ngày là được 500 rồi á. 5.699 này. À. Ê, con bò sữa dễ thương. Nhưng mà nếu như mình không có ticket đổi mình có được mua không? Wow. Mô hình nè. Trời 15.000 thiết kịch. Mô hình này đẹp quá mọi người. Nè những cái mô hình này đắt lắm nha. Wow. Cái này có phải là One Piece không? Đúng rồi, trong mấy cái bộ truyện manga của Nhật á, One Piece, Naruto rồi nhiều nhân vật lắm. À. Trời mình nhìn mình cũng mê nữa. Ui. Ê bên đây nè. Ôi đẹp quá mọi người ơi. Những cái mô hình này nó rất là kiểu như là chi tiết luôn á. Nè từng cái ánh mắt mà từng cái chi tiết luôn. Wow. Sáu múi bé. Ủa đẹp quá ha. Hay nhiều mọi người rất là mê với cái này luôn á. À có cả cầu thủ bóng rổ rồi nè. Cái con ở trong kia là con hoạt hình. Ngọc thấy là đồ chơi ở đây á, đổi thưởng rất là giá trị nha. Đồ chơi có giá trị, quà phần thưởng rất có giá trị nha. Dễ thương nè. Con là mấy 933 có đồ chơi lắp ráp rồi nè, Lego. Ủa mình vô đây kiểu vô đây là được trở về tuổi thơ. Đây chị Thảo có mô hình xích nhà nè, đẹp chưa? À Thảo thấy cái này có bán ở trên Shopee á, Thảo định mua á. Mua Thảo định mua. Ê, về Thảo lắp nè cái này lắp ghép ra mô hình được một chiếc ô tô màu hồng nè, xe đua rồi nè, cái này nhà búp bê hắn có những cái chi tiết cụ thể như nhà mình luôn á, dễ thương lắm. Thảo định mua mấy cái này về lắp ghép á. Nè nhiều nhà đồ chơi lắm mọi người, dễ thương. Có con voi vậy bé, con nó con voi đúng không, con xám xám đó bên cạnh. Con thỏ hả? Con voi đó. À không phải, con thỏ. Dễ thương quá à. Con Guinea các bạn. Con Guinea, dễ thương quá. To. Ok, mình đi thôi. Mình đi qua cái khu bên này đi. Dễ thương quá. Nhìn thấy trò nào muốn chơi trơn. Nhưng mà rất tiếc là không biết chơi. Chơi game tệ lắm. Đây là khu bên này. Ồ, bên đây có một khu trò chơi nữa. Ồ, trời ơi, một cái thiên đường đó mọi người ơi, rộng quá. Ở phía bên này là rạp chiếu phim đúng không? Ở đây là một cái khu trò chơi nữa. Nhiều sticker chưa? À, các bạn nó chơi được đóng thẻ luôn được. Xịn ghê. Trò chơi ném banh mọi người. Ôi mình thấy có một bà đang dắt cháu đi chơi mà bà cũng chơi.
chơi mà cháu cũng chơi nữa, mẹ cũng chơi luôn, cả gia đình đều chơi. Đây là gấp thú bông mọi người ơi. Đây có cái chậu gấp thú. Có con vịt, con vịt. Ủa có nhiều con thú dễ thương quá chị Ngọc. Các bạn ơi, mình có thể ghé thăm Helio để coi phim, nhưng mà trong lúc chờ đợi mình đi sớm quá kìa thì mình có thể đi vô đây mình chơi. Những cái trò chơi này mình thấy là không chỉ người lớn, trẻ em thích đâu mà người lớn cũng rất là thích nha. Ngọc thấy Ngọc thích nha. Rồi này. Nhiều trò dễ thương. Gấu nha. Chơi xịn quá. Chắc là mọi người cũng vào đây chơi thường xuyên á. Đây game gấp thú này mọi người. Không biết là có bạn nào trên kênh Đà Nẵng Sister mà gấp thú giỏi không ta? Chỉ giá cho mình với, chứ mình gấp thú thể quá, mình gấp chưa được con nào hết trơn. Đây là phòng chờ khu xem phim nha. Ở đây là cái sảnh. Ở đây mình có những cái ghế chờ á. Đây mình thấy mọi người đi xem phim mới vừa ra luôn. Đó. Thì trong lúc ở đây là một cái rạp phim tên là Metis Leo. Đây mình sẽ đi. Wow. Phía này là khu vực để mình mua vé xem phim nè. Okay, bên này là có service. Từ đây nè. Đúng rồi, thật quá đó. Hình như bữa nay đã có nhiều phim hay lắm chị Ngọc. Avatar đó đang hot. Avatar. Bên này là để cái khu vực để mình lấy vé và bắp rang bơ. Thấy rất là đông vui luôn. Để mình xem phim á, phía trước này là đường 2 tháng 9 ha. Đây các bạn thì có thể để xe ở ngay đường 2 tháng 9 để mình có thể đi vào rạp Metis để mình xem phim ở đường này. Trời mùa đông của những ngày cuối năm của Đà Nẵng rất là lạnh lạnh, xe xe lạnh, không khí rất là phù hợp để mình đi chơi. Đẹp quá. Mùi bắp rang bơ thơm quá. Thấy đói bụng chưa bé? Hiện nay bây giờ thì cũng đang có rất là nhiều phim hay á, nên các bạn tranh thủ đi xem nha. Đây là mình đang đứng ở chỗ cái sảnh mua vé. Và đây là cũng là một cái sảnh chờ á. Mình sẽ có ở trên trần trang trí rất là nhiều đèn lồng, cả một con đường luôn. Những cái ngôi nhà à, trang trí những cái phong cảnh giống như những cái ngôi nhà đẹp không? Dạ thiệt. Đó. Bây giờ thì mình sẽ, đây là nguyên một cái sảnh chờ luôn để các bạn có thể ngồi đây ngồi nghỉ ngơi, ngồi ăn bắp rang bơ trước khi mà bạn xem phim. Mình cũng có thể đi qua ở bên phía bên này để chơi những cái trò chơi để mình giết thời gian trong lúc chờ đợi á. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến hết video này. Các bạn hãy ủng hộ cho mình một like và một subscribe kênh YouTube của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye!